tuyết xe không cộng một tin chip không email tin biển Đông báo giáo dục Việt Nam có. Bài, đánh giá của học giả Trung Quốc về chiến lược của Việt Nam ở biển Đông. Về chuyện Việt Nam cố gắng bồi đắp các đảo đá, dù với quy mô nhỏ, cũng như đưa các lực lượng quân sự và dân sự đến biển Đông, tác giả Bố Nhất Đao cho rằng Việt Nam dường như đã chuẩn bị cho chiến tranh nhân dân trên biển Đông. Á Pha bàn về sự va chạm giữa đại chiến lược của các cường quốc xung quanh vấn đề biển Đông. T.S. Đinh Hoàng Thắng và G.S. Trần Ngọc Vương cho rằng Ấn Độ đã sẵn sàng bước vào giai đoạn lật ngược thế cờ và tiến vào những vùng sát với Trung Quốc như trên biển Đông trong những năm gần đây. Còn các nước Mỹ, Nhật, Úc vẫn duy trì quan điểm bảo vệ quyền tự do hàng hải ở biển Đông. Mời đọc thêm, tàu sân bay USS Can Vinson vẫn gây tranh luận ở Vienna. Và Việt Nam và Trung Quốc vừa đàm phán tiếp về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ AFA. Sự va chạm giữa đại chiến lược của các cường quốc AFA. Quan hệ Việt Nam ASEAN Australia. T.S. Trần Việt Thái nhận định về quan hệ Việt Nam Australia, những điều chưa từng có trong lịch sử. Theo Việt Nam Net, T.S. Thái lưu ý Australia và Việt Nam ngày càng có nhiều lợi ích song trùng đan xen, lập trường quan điểm ngày càng sát nhau. Ví dụ Việt Nam ASEAN đều mong muốn khu vực này là khu vực mở cửa hòa bình dựa trên hợp tác quốc tế. Mời đọc thêm, Australia, người bạn đầu tiên của ASEAN, Dinh Úc và ASEAN thỏa thuận hợp tác đầu tư vào cơ sở hạ tầng AFI. Củi Trương Minh Tuấn sắp vào lò. AFA có bài, điều gì sắp xảy ra với ông Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Bài viết thống kê 3 sai phạm đáng kể, chứng minh tội, cố ý làm trái của Bộ TT và ông Trương Minh Tuấn. Bộ TT dễ dàng chấp nhận các báo cáo đầy số liệu khống của. Sau đó Bộ TT nhờ Bộ Công an đóng dấu mật để bưng bít thông tin thương vụ này. Những người cầm trịch của Bộ TT không biết chuyện AVG bị rút ruột trước khi chuyển nhượng. Bài viết cho rằng không chỉ sinh mạng chính trị của ông Trương Minh Tuấn có thể ví như trứng treo đầu đẳng, mà cả sinh mạng theo nghĩa đen của ông Tuấn cũng khó thoát một bản án tử hình thứ trưởng hoặc cao hơn, có thể bị truy tố vì Mark Ivan EAVG. Theo VOA, sau khi các báo trong nước đồng loạt đưa tin, Thủ tướng đồng ý với kết luận thanh tra chính phủ vụ Mobifone mua, một cựu quan chức quốc hội nói với VOA rằng động thái này đồng nghĩa là một số quan chức tầm thứ trưởng trở lên nay đối mặt với nguy cơ bị kỷ luật, truy tố. Cựu phó chủ nhiệm VPQS Trần Quốc Thuận nhận định, vụ này liên quan đến nhiều bộ ngành, nó cũng biểu hiện tội phạm của nhóm lợi ích, và nó có thể đụng chạm đến những nơi nhạy cảm. Báo Người Việt có bài, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông CSVN ngồi bên lò lửa. Theo bài viết, trong khi nhiều báo lớn khác nhím khe thì tờ Thanh Niên và tờ Lao Động đánh trực diện ông Bộ trưởng 4T Trương Minh Tuấn. Diễn biến này có nghĩa là đã có lãnh đạo cấp cao bật đèn xanh, nếu không thì các báo này không thể thoát các đòn trả thù của ông Tuấn. Tổng biên tập và ký giả viết tin viết bài điều tra khó tránh khỏi bị rút thẻ. Mời đọc thêm, anh Tuấn, tên anh đã có trong danh sách và trên TD được thổi giá 33.000 tỷ PLTP, ngỡ ngàng giá trị thật của DN, TBNS, truy trách nhiệm tư vấn định giá trên trời, TP, vụ Mobifone mua, phanh phui, màn ảo thuật, biến lỗ thành lãi, TP, Trung ương vào cuộc vụ Mobifone, PLTP, Bộ Công an sẽ tham gia điều tra vụ Mobifone mua, AFA, ba nhà mạng thu lợi nghìn tỷ, siêu lỗ hổng quản lý nhà nước, TP, xử lý sau thanh tra vụ Mobifone mua, phải thượng tôn pháp luật, thanh tra sự vụ Đinh La Thăng giai đoạn 2. Trang InFanS đặt câu hỏi, PVN góp vốn lần 3 vào Ocean Bank, ông Đinh La Thăng không biết gì khi trả lời hội đồng xét xử chiều 19 tháng 3 năm 2018. Ông Thăng khẳng định ông không biết chuyện PVN góp vốn lần 3 vào Ocean Bank nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu 20% ở ngân hàng này. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận PVN đã vi phạm quy định luật các tổ chức tín dụng trong lần góp vốn thứ 3,
Trong lúc trả lời thẩm vấn, ông Thăng bày tỏ ý kiến SSNN mua Ocean Bank không đồng là không đúng, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Ông Thăng cho biết, đến năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã mua Ocean Bank với giá không đồng. Việc này chắc chắn là không đúng vì Thủ tướng Chính phủ sau đó đã ra yêu cầu dừng việc mua NS với giá không đồng. Mời đọc thêm. Ông Đinh La Thăng thú nhận lý do phải góp 800 tỷ đồng vào Ocean Bank. Góp 800 tỷ vào Ocean Bank, ông Đinh La Thăng khai, được đồng ý của Thủ tướng, VTC. Xét xử vụ góp vốn 800 tỷ đồng vào Ocean Bank, đối chất làm rõ trách nhiệm trong 3 lần góp vốn, tin tức. Thỏa thuận 6.934 không phải tiền đề cho các lần góp vốn vào Ocean Bank, NNVN. Vụ góp 800 tỷ đồng vào Ocean Bank, đối chất làm rõ 3 lần góp vốn, TTXVN. Ông Đinh La Thăng thừa nhận đầu tư ngoài ngành, vợ tờ cờ Infant. Bị cáo Đinh La Thăng hầu tòa lần 2 với cáo buộc liên quan đến vụ gây thiệt hại 800 tỷ đồng, ANTD. Bị cáo Đinh La Thăng khai không biết nghị quyết góp vốn dẫn đến vượt tỷ lệ quy định, DT. Việt Nam xử ông Đinh La Thăng trong một vụ án mới, AFI. Vụ án Navibank trong phiên xử chiều ngày 19 tháng 3 năm 2018, cựu tổng giám đốc Navibank bị tòa tuyên án 13 năm tù, theo trang An ninh tiền tệ. Còn lại 9 bị cáo bị tuyên án từ 7-12 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tòa tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền gần 25 tỷ đồng. Vì đây là tiền phạm pháp, số tiền này Navibank phải chịu trách nhiệm vì đây là tiền lãi ngoài. Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh có bài vụ Navibank, tòa kết luận các bị cáo không oan. Theo đó, SXX cho rằng quan điểm của các bị cáo luật sư về việc không phạm tội là không có căn cứ. Xét thấy các bị cáo không vì tư lợi cá nhân nhưng đối với đề nghị cho các bị cáo không tách ly với xã hội, hưởng án treo là không thể chấp nhận. Mời đọc thêm, tuyên án 10 bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định tại Navibank, KTDT. Cựu tổng giám đốc Navibank lãnh mức án cao nhất, NLD. Tuyên án các bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định tại Navibank, tin tức. Cựu tổng giám đốc Navibank lĩnh 13 năm tù, Navibank nộp lại 24 tỷ dinh. Quan chức trục lợi giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Gia Lai vừa quyết định kỷ luật giám đốc VP đăng ký quyền sử dụng đất, tự ý thụ lý hồ sơ ở huyện mang danh, theo trang Đại Đoàn Kết. Trước đó, người dân gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Phi Hùng, giám đốc VP đăng ký đất đai huyện mang danh, đã tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả của chi nhánh văn phòng chưa đúng với quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận. Trang Tài Nguyên và Môi trường đặt câu hỏi về dự án Flamingo Đại Lải Resort, xẻ thịt Hồ Đại Lải. Hồ Đại Lải là công trình thủy lợi quan trọng của tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng hiện hơn 17 ha mặt hồ đang tiếp tục bị dự án của Flamingo Đại Lải Resort sang lấn xây dựng khu vui chơi giải trí. Khi PV báo Tài Nguyên và Môi trường tìm cách liên hệ thì chính quyền địa phương từ chối giúp đỡ hoặc cho biết thêm chi tiết. Mời đọc thêm, kỷ luật khiển trách giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện mang danh, TN và MT Cát, quả đấm thép, đấm vỡ mặt. Dân báo Dân Việt viết, quả đấm thép, công nghệ cao Hòa Lạc sẽ sống lại. Bộ trưởng Trư Ngọc Anh cho biết, tình hình có thể nói sơ bộ là xưa nay một chặng đường dài, nói về Hòa Lạc vẫn là cơ sở hạ tầng và giải phóng mặt bằng, việc này làm mất đi cơ hội nhiều. Ông Anh nói thêm rằng, lần này có ODA từ Nhật nên khu Hòa Lạc có hy vọng sống lại. Nghĩa là nếu khu công nghệ cao này không sống lại thì thêm tiền đi vay bị đầu tư không hiệu quả. DBQH Nguyễn Bá Sơn đặt câu hỏi, làm sao để yên tâm 12 dự án yếu kém không tái diễn? Các dự án được đầu tư ngàn tỷ nhưng không hiệu quả này gây thiệt hại không chỉ về kinh tế mà còn gây ô nhiễm môi trường, mất niềm tin của nhân dân và đặc biệt là tình trạng mất cán bộ. Bộ trưởng KSCN Trư Ngọc Anh trả lời, kỳ này chúng ta phân cấp, tạo cơ hội rất rõ ràng đối với các dự án. Theo luật bảo vệ môi trường và các luật liên quan thì không có kẽ hở nữa. Mời đọc thêm, Bộ trưởng Trư Ngọc Anh bị chất vấn về quả đấm thép.
khu công nghệ cao Hòa Lạc, NDT. Các quả đấm thép, công nghệ cao sẽ lấy lại vị thế. DDDN. Khu công nghệ cao Hòa Lạc có sự chuyển động về hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng, LD. Ô nhiễm môi trường báo. Người lao động đưa tin, xử lý chất thải nguy hại gây nguy hại. Theo đó, người dân ấp 7, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã kêu cứu khắp nơi trong nhiều tháng nay vì bị cơ sở xử lý chất thải độc hại của công ty Củ Lao Xanh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ khi khu xử lý chất thải này hoạt động, người dân phải hứng chịu mùi hôi thối nặng nề. Chưa kể, hàng ngày, hàng chục chiếc xe tải chở bình ắc quy phế thải vào công ty để nấu chì, để lại nước gì, mùi hôi khó chịu, nhất là ban đêm. Vụ cà phê chết hàng loạt nghi do mỏ đá, tỉnh Gia Lai ra công văn hỏa tốc. Theo báo công an thành phố Hồ Chí Minh, một người dân trồng cà phê ở huyện Lang Rai Hơ Rai, Gia Lai cho biết, vườn cà phê dù có tưới nhiều lần nhưng vẫn bị bám bụi, đá văng đầy vườn cà phê ngày càng chết, mỏ đá vẫn hoạt động, trong khi người dân cứ phải đợi. Mời đọc thêm, mỏ đá gây ảnh hưởng vườn cà phê FGGP, Gia Lai tạm dừng hoạt động mỏ đá bị dân tố gây ảnh hưởng đến vườn cà phê TN và MT. Lần thứ hai yêu cầu công ty Bisuco Bình Định tạm dừng hoạt động FGGP, khách Tây ngưng tham quan để dọn rác ở vườn quốc gia núi Chúa, Dinh. Nông nghiệp Việt Nam mòn mỏi chờ giải cứu. DBQH Lê Thị Nga đặt câu hỏi về chuyện nông sản kêu cứu. Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, công thương có kế gì? Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trả lời, hai khâu yếu hơn cả được xác định là chế biến và tổ chức thị trường. Hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Về chuyện giải cứu nông sản, Bộ trưởng Bộ City Trần Tuân Anh góp ý, tổ chức tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hội nhập. Ngành nông nghiệp cần tổ chức tái cơ cấu lại trên cơ sở xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu chứ không thể đơn lẻ. Trong khi hàng tấn củ cải ở Hà Nội chưa được giải quyết xong, hành tím Sóc Trăng lại mất giá, nông dân lỗ vốn. Theo Vô Vờ, người dân trồng hành tím ở thị xã Vĩnh Châu cho biết, sau Tết Nguyên đán, giá hành tím liên tục lao dốc, giảm từ trên 16.000 đồng xuống chỉ còn 7.000 đồng, 8.000 kg trên kg. Với giá này, người trồng hành chắc chắn lỗ vốn. Vô Vờ có bài tổng hợp, chưa giải cứu xong củ cải, đến lượt su hào lại bị vứt bỏ vì ế. Bài báo cho biết, sau củ cải mê linh đến su hào vứt đầy cánh đồng ở Hải Dương, tại xã Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương, rất nhiều gia đình phải vứt bỏ hàng tấn su hào do không bán được. Người dân không bán được su hào đành mang ra vứt cạnh đường gom đường ô tô cao tốc Hà Nội, Hải Phòng. Mời đọc thêm, nghiên cứu khoa học có tìm được giải pháp giải cứu nông sản PL và XH. Sóc Trăng, người dân lao đao vì hành tím mất giá. MT và CS, hành tím Sóc Trăng rớt giá thê thảm, chỉ 6.000 đồng trên 1 kg. VTC, ảnh người Hà Nội hăng hái giải cứu củ cải giúp nông dân. VOV, đề tài khoa học. Ở Việt Nam, trong phiên chất vấn chiều ngày 19 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trương Ngọc Anh thừa nhận tình trạng đề tài khoa học nằm ngăn kéo. Theo VN Economy, trước đó, DBQH Phùng Đức Tiến đề nghị ông Anh cho biết các giải pháp để ứng dụng các nghiên cứu, sáng kiến khoa học vào cuộc sống, tránh tình trạng chất xám bị bỏ phí, lãng quên trong các ngăn kéo lưu trữ. Bộ trưởng KS và CN thừa nhận đề tài bỏ ngăn kéo là sự lãng phí. Theo Vô Vờ, DBQH Nguyễn Sĩ Cương lưu ý, tôi cho rằng cần có giải pháp cụ thể hơn để tránh tình trạng nghiên cứu rất lãng phí như vừa qua, vì 2% ngân sách chi cho khoa học công nghệ là không hề nhỏ. Tuy nhiên, ông Anh vẫn không trình bày được lộ trình cụ thể nào. Mời đọc thêm, Bộ trưởng Bộ KS và CN thẳng thắn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội KP, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ VOV, có hay không các công trình nghiên cứu bỏ ngăn kéo. Dinh, Bộ trưởng KSCN, đề tài khoa học đút ngăn tủ là thực tế. VNNZ,
giáo dục Việt Nam, loay hoay, chồng. Người, Báo Giáo dục Việt Nam đặt câu hỏi, hai bộ không muốn, lương nhà giáo cao nhất, là thể hiện thái độ gì? THS Đặng Danh Hướng, GV Trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, Hà Nội, chia sẻ, mức lương khởi điểm trong ngành giáo dục hiện nay của giáo viên mới ra trường từ 3-4 triệu đồng trên tháng. Với mức lương thu nhập này, nhiều giáo viên không đủ trang trải cho nhu cầu cuộc sống tối thiểu hàng ngày, do đó buộc nhiều giáo viên phải làm thêm. Chuyện con ông cháu cha ở trường trung học cơ sở Ngô Mây, Đắk Lắk bớt xén lương giáo viên, hiệu trưởng để con nhận lương khống theo Việt Nam nết, trong khi hiệu trưởng Huỳnh B bị tố nhận hàng trăm triệu đồng chạy việc, bớt xén lương giáo viên, gần tháng nay không lên trường làm việc, thì người con trai đã nghỉ dạy nhưng hàng tháng vẫn được nhận lương. Báo Giáo dục Việt Nam có bài, thầy bị đánh, cô phải quỳ, chuyện gì đang xảy ra? Bài viết nhận định, giáo dục là nền tảng của xã hội, thế nhưng nền tảng ấy đang có nguy cơ bị lung lay dữ dội khi những chuẩn mực sư phạm đã không còn được tôn trọng, nâng niu, giữ gìn. Một bộ phận phụ huynh sẵn sàng trà đạp, xâm hại giáo viên. Biếm họa của báo Tuổi Trẻ Cười mời đọc thêm, kỳ vọng tuyển sinh 2018, người giỏi có dám vào sư phạm? TP, các trường sư phạm nên ngưng đào tạo một số chuyên ngành thừa một giáo viên ở cơ. Ông Park bị cắt lương, không cho lên lớp mà không có lý do. GDVN là quyền ND. Học sinh xem nhẹ tính mạng, thiếu kỹ năng sống, cần xem lại mục tiêu giáo dục LD. Vì đâu hàng ngàn sinh viên bị buộc thôi học. TN nghỉ dạy 4 tháng vẫn nhận lương đều vì là con hiệu trưởng. Infan S phim, The Việt Nam Hoa, báo Người Việt có bài, cựu quân nhân Mỹ sẽ làm phim phản bác xuyên tạc trong The Việt Nam Hoa. Nhóm cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam cùng với Trung tâm Văn hóa và Định cư Người Tị Nạn sẽ làm phim để các thế hệ trẻ thấy các luận điệu xuyên tạc lịch sử trong phim The Việt Nam Hoa của hai đạo diễn Ken Burns và Lee Novick gây phẫn nộ cho khán giả vốn là những người tị nạn Mỹ gốc Việt. Đạo diễn Fred Caster cho biết, sau khi xem loạt phim The Việt Nam Hoa, chúng tôi nhận thấy cuốn phim không nói lên được sự thực về phía các cựu quân cán chính VNCS, nên muốn cùng nhau sản xuất hai cuộn phim video, mỗi cuộn dài 45 phút, để so sánh và chứng minh sự thật. Hồi tháng 10 năm 2017, TS Nguyễn Tiến Hưng viết The Việt Nam Hoa và khi đồng minh tháo chạy, cũng với mục đích làm rõ các nội dung sai sự thật trong bộ phim này. Những chi tiết có thể hỗ trợ lời nói dối của lãnh đạo và quân đội CS Bắc Việt về chuyện các nhà làm phim The Việt Nam Hoa cho rằng cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là người độc tài. TS Hưng đặt câu hỏi, Ken Burns và Lee Novick không biết rằng Sài Gòn có tới cả chục đảng phái, mấy chục tờ báo luôn chỉ trích, công kích chính phủ, rồi ca nhạc phản chiến tràn lan, sinh viên xuống đường biểu tình thoải mái. Cuối tháng 9 năm 2017, và có bài The Việt Nam Hoa là chiến tranh gì? Bài viết trình bày các ý kiến phản đối một số quan điểm trong phim The Việt Nam Hoa. Về chuyện các nhà làm phim The Việt Nam Hoa cho rằng chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, bài viết phản bác và lý giải căn cứ cho cách gọi như thế là không đúng với thực tế và thực chất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Vì